Trần Thị Ngọc Trúc, số vô danh 247 và đến từ Tiền Giang. Tất cả các bạn đến với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đều có đam mê và sở thích là chinh phục chiếc vương miện cao quý. Còn đối với tôi, đến đây là để thực hiện hoài bão và ước mơ của mình. Tôi là một người con lớn lên và theo đuổi ngành luật học. Và ngành luật đã dạy cho tôi rằng phải biết sống và làm việc theo hiến pháp, phải biết bảo vệ lẽ phải. Và theo tôi, chính sân chơi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năng động và hội nhập sẽ là sân chơi tốt cho những ai ham học hỏi, thích khám phá, chinh phục kiến thức và biết nuôi dưỡng ước mơ của mình. Nếu như trở thành người nổi tiếng thì điều tôi sợ nhất chính là đời sống đời tư của tôi sẽ bị thay đổi. Vì khi đó, từ các sinh hoạt hàng ngày như mối quan hệ bạn bè, cách đi đứng của tôi gần như bị sự giám sát của mọi người. Khi bạn muốn khóc, bạn muốn cười đều phải nhìn nét mặt của những người xung quanh. Bạn có là một người hoàn hảo nhất thì trong cuộc sống thì bạn cũng sẽ gặp một vài sự cố, lỗi lầm. Nhưng khi bạn là người nổi tiếng thì những sai lầm đó sẽ bị người khác xem rất là nghiêm trọng. Em không có câu trả lời. 3. Quả đóng. Những cô gái xuất sắc nhất Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã chính thức lộ diện. Họ đã sẵn sàng để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 3 tháng 12 2019 và đêm chung kết 7 tháng 12 2019 tại sân khấu trong nhà lớn nhất Việt Nam, Rao Center, nơi vương miện Ray Hut sẽ tìm thấy chủ nhân. Tự hào sở hữu vé xem Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, liên hệ hotline 0903 017 840 hoặc 0902 595 980.